bên ngoài không gian vũ trụ xuất hiện một con tàu vũ trụ đang hướng về phía trái đất. Bên trong là một cậu nhóc tên CGG đang lắng nghe lời căn dặn của bố, lời dặn số 49 đừng để con người bắt được, có vẻ họ là người ngoài hành tinh. Họ đến trái đất để làm gì, để xâm chiếm hay muốn thực hiện một âm mưu nào đó? Nếu thật như vậy thì không biết Shin cùng gia đình cậu sẽ làm gì để ngăn chặn nhỉ? Gia đình Shin đang chuẩn bị đi ngủ. Shin mặc quần vào đàng hoàng nào, bố mở cửa ra hóng mát, úi sao băng kìa. Ước mau lên, cơ mà hình như đó không phải là một ngôi sao, nó bay loạng choạng rồi đâm sầm vào mái nhà Shin. Cả nhà sợ hãi, bố Hiroshi xung phong lên trên lầu kiểm tra, có thứ gì đó phát sáng. Nó không giống bất cứ thứ gì trên trái đất cả. Đột nhiên nó xì khói ra rồi có một sinh vật leo xuống. Nó lấy ra đèn pin thì vừa lúc hai bên chạm mặt nhau. Nó hốt hoảng bỏ chạy nhưng vì trời tối thui nên vấp cầu thang té lăn quay. Cậu ấy chạy xuống phòng khách nấp sau tivi. À thì ra là CGG. Cậu lộ mặt ra nói mình sẽ bị bắt và tiêu diệt. Các người là bọn man dợ, biết nói tiếng người luôn hả? Không những thế mà tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng gì cũng chơi láng hết nhá. Cô Shin lóc chóc chạy đến chào hỏi rồi vòng qua bàn lấy ra vũ khí đồ chơi chĩa vào cậu bạn. CGG vì quá hoảng sợ nên từ cơ thể cậu phát ra làn sóng Oquet biến bố Hiroshi trở thành trẻ con. Dâu, bụng bia đều mất hết rồi. Tất cả mọi thứ đều thay đổi nhưng cái mùi chân đặc trưng thì vẫn trường tồn. CGD nói khả năng biến người lớn thành trẻ con của cậu sẽ xuất hiện khi bị đe dọa. Cả nhà đang rối tung lên mà tên Shin vẫn tỉnh rụi mở TV lên xem phim. Nghe thấy tiếng súng từ TV làm CGG giật bắn người và lại rơi vào trạng thái bị đe dọa. Mẹ Shin lao đến bảo vệ Shin nhưng trượt chân té và thế là nhận hết làn sóng kia. Bây giờ mẹ cũng nhỏ xíu xiu giống Shin luôn rồi nè. Shin lại làm quen với CGG ở Ven. CGG đến từ hành tinh Nobody. Nó cách trái đất 20.000 năm ánh sáng nằm ở phía tây dải Ngân Hà. Trên tay CGD có đeo một cái vòng. Đó là thứ cậu dùng để liên lạc với bố nhưng hiện giờ đã bị mất kết nối rồi. CGD lấy đèn pin ra rồi bỏ đi. Shin thích thú chạy theo hỏi mượn nhưng theo lời dặn 27 của bố, con người bị cấm chạm vào đồ từ Nobody. Đi đến cửa cậu chợt dừng lại. Không phải cửa tự động đâu nha cậu bé, đừng coi thường nhá. Cửa truyền thống thì tôi đây vẫn biết mở. Nói trước bước không qua, hì hục mãi cái cửa vẫn đứng yên nên CGG lấy cuốn sách hướng dẫn cuộc sống trên trái đất ra xem cách mở cửa. Hay thôi để Shin giúp cho lẹ này. Mẹ Misae ngăn Shin lại. Muốn đi thì trước hết phải biến bố mẹ Shin trở về hình dạng ban đầu đã. CGG ước tính rồi nói chắc cỡ 25 năm nữa sẽ trở lại bình thường. Nhưng cậu hứa sẽ giúp gia đình Shin với điều kiện cả nhà phải dẫn cậu đến chỗ của bố. Chỉ cần có năng lực GDGD của bố sẽ có thể biến trẻ con thành người trưởng thành. Họ xem định vị trên chiếc vòng để đến chỗ của bố CGG. Nhưng trước hết phải đi ngủ cái đã, khuya rồi. Bốn em bé nhà Nohaza chìm vào giấc ngủ. CGD cũng đang say giấc thì bỗng có hai người lạ mặt đi đến. Họ đánh cháo chiếc vòng của cậu. Trời sáng, bố đứng thức cả nhà dậy. Mẹ Misae mặc quần áo của Shin. Hôm qua còn bực bội vì tấm thân nhỏ xíu này mà nay lại thích thú tận hưởng nó. CGD vác dây sạc tàu vũ trụ vào nhà Shin cắm nhờ. Shin cũng muốn đi tàu vũ trụ. Không được. Lời dặn số 36 không cho phép con người lên tàu vũ trụ. Để có thể di chuyển dễ dàng thì CGD muốn tìm chỗ trốn thích hợp và mông cu Shin đã được chọn. Mông Shin hơi bị chất lượng đấy, mềm mại và ấm áp. Bố Hiroshi dặn dò con trai, nếu CGD gặp nguy hiểm thì Shin hãy bỏ của chạy lấy người. Đây không có điếc nha, tôi mà bị bắt thì mấy người đừng hòng quay trở về hình dáng cũ. Mẹ Misae ra ngoài quan sát xung quanh, vì mọi thứ đều to hơn bình thường nên có chút sợ. Bạch Tuyết xuất hiện làm CGD giật mình. Nhưng năng lượng Oquet đâu rồi? Cú Shin với chiếc mông bự cùng cả nhà tiến ra phố. Họ sẽ đi tàu tốc hành đến Tokyo. Trên đường họ vô tình gặp nhóm bạn của Shin. Báo chí đang rầm rộ tin tức ngôi sao rơi xuống Kasukabe. Các bạn rủ Shin đi săn sao? Dễ nổi tiếng lắm à nha? Săn sao làm như săn sale vậy mấy ông bà? Cái tên Shin này thiệt là tình ác. Xém xíu là lộ hết bí mật rồi. May sao bố mẹ đến kịp ấy. À không phải bố mẹ mà là anh em họ của Shin. Kazama phát hiện ra chiếc mông bất thường của Shin nên nghi ngờ đòi kiểm tra. Ông nhóc xì hơi một phát tê tái lòng người. CGG là người hứng hết nên không thể chịu nổi mà chui ra ngoài. Các bạn của Shin la toáng lên, mọi người xung quanh cũng dồn ánh nhìn về phía CGG. Phóng viên lia camera về phía CGG làm cậu bạn hoảng sợ chui vào quần Shin. Cả nhà cắm mặt chạy vào nhóm bạn Shin cũng đuổi theo. Shin kể rõ ngọn ngành mọi việc cho các bạn nghe. Người ngoài hành tinh là có thật sao? CGG sợ hãi sẽ bị bắt và tiêu diệt nhưng mà không sao. Đội phòng vệ Kasukabe là bạn của Shin mà đã là bạn thì rất an toàn. Shin được giới thiệu tôi là Nohaza Hiroshi, 35 tuổi là bố của hai nhóc tì.
thêm combo lười tắm bụng bia cộng chân thối. Một bé gái đi đến, là mẹ của Xin đó, trông nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhỉ. Cơ mà hình thức là thế nhưng nội dung vẫn là mẹ nhé. Nhờ sự giúp đỡ của đội phòng vệ mà gia đình Xin tiếp tục cuộc hành trình. Trong bóng tối, một người đàn ông vừa sột soạt ăn mì vừa xem đoạn phim náo loạn ở Kasukabe sáng nay. Nhìn thấy CVD, ông ta lộ rõ sự ngạc nhiên. Gia đình Xin ngồi ở hàng ghế trẻ em. Xin cứ nhún nhún thế thì ai mà thở được. CVD đành phải ra ngoài ngồi vào xe đẩy em bé. Trong toa tàu còn có một phụ nữ đang đọc báo nhưng thực chất là đang quay lén nhà Nohaza. Đến giờ ăn rồi, CVD lấy ra thực phẩm không gian giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ông nhóc Xin uống thử mà hết sạch bách của người ta. Thấy áy náy, bố mẹ mỗi người góp một ít thức ăn cho cậu bạn. Lời dạy số 19 của bố không được nhận đồ từ con người. Không ăn tôi ăn đó nha, khỏi cần, tôi ăn. Này là lấy nha không phải nhận đâu, một con lươn chính hiệu. Xác nhận không có độc, CGG làm ngay một miếng sashimi. Hơi nhạt nhẽo, thêm nước tương, mặt ông nhỏ tươi như hoa luôn. Nước tương đúng là chân ái đời mình. Mẹ Misae hỏi bố của CGD kỷ luật thế à, bố đang bận làm việc vì sự bình yên của vũ trụ, vì công lý tuyệt đối. Thế à, còn bố Xin đang làm việc để trả nợ, đẹp mặt lắm hay gì mà đem ra khoe thế ông. Với sức mạnh ghê đê ghê đê của bố CGD thì mọi hành tinh sẽ đều hòa bình kể cả trái đất. Không hiểu gì hết. Ăn xong cả nhà chợp mắt một lát, bỗng Bạch Tuyết sủa ầm ĩ lên, một tên trộm đi đến lấy hành lý và túi thần kỳ của CGD rồi bỏ chạy. Đuổi theo cướp mà còn phải khởi động nữa hả trời? Thôi để CVG chạy cho lẹ. Nhưng với cái cơ thể chồng chéo này thì không thể đuổi kịp. Cả nhà lánh tạm vào góc khuất ven đường. Trong túi của Shin chỉ toàn thứ vô dụng. Bố Hiroshi đưa tay ra hiệu Shin đi nhờ xe nhưng không được. CVG và bố Hiroshi đổ lỗi cho nhau. Lại được thêm ông Shin lôi máy ảnh ra chụp lại cảnh cãi lộn. Bỗng trời đổ cơn mưa. Mọi người chạy xuống gầm cầu chú tạm. Sau bao kiên trì của bố thì mọi người may mắn được một bác tài xế tốt bụng giúp đỡ. Úi, gương mặt này quen quen, thấy ở đâu rồi phải không các bạn? Cả nhà Xin được đưa đến một vùng ngoại ô hẻo lánh vô cùng. Bác tài tiếp đãi mọi người rất chu đáo. Cu Xin ham ăn nhưng vẫn không quên phần ăn cho bạn mình. Ông bác có vẻ rất mờ ám. Vừa rời đi ông ấy còn vừa lẩm nhẩm UFO. No bụng rồi, giờ thì nằm nghỉ ngơi thôi nào. Ông có đĩa phim Robot Kantamu này. Mấy bạn nhỏ chăm chú xem siêu phấn khích, đặc biệt là đôi bạn chí cốt này. Ông bác kia bảo mọi người đi tắm, Xin vì tránh bị phát hiện nên sẽ tắm sau. Mẹ Misae bất ngờ hỏi ông bác là ông ấy có thích UFO hay những thứ như vũ trụ không. Ông ấy cười rồi mang một tấm ảnh ông chụp với núi Phu Sĩ ra. Nhìn kỹ sẽ thấy có một đĩa bay người ngoài hành tinh ở trên trời nhưng không ai tin ông cả. Thế bác nghĩ người ngoài hành tinh có tồn tại không? Ông ta trả lời với bộ mặt đáng sợ rằng không phải là có tồn tại hay không, câu hỏi phải là giờ chúng đang trốn ở đâu. Thôi rồi, chuyến này đi bán muối rồi. Thấy bắt đầu không ổn nên mẹ Misae đi cùng Xin vào nhà vệ sinh. Đường đi tối om, mẹ Misae bất ngờ phát hiện ra một căn phòng, trong đó có chứa những tài liệu mật về người ngoài hành tinh và có cả những tấm ảnh gia đình họ cùng CGD nữa. Tiếng mài dao vang lên sắc lẹm. Rén rồi đấy, tốt nhất thì nên rời khỏi đây. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Ủa sao cửa bị khóa chặt lại rồi? Không lẽ ông ta muốn bắt mọi người lại để làm thí nghiệm? Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta đến đưa đồ tráng miệng. Mẹ Misae từ chối ngay. Suốt 40 năm ta đã luôn tìm kiếm nó để rồi bị tẩy chay xúc phạm. Hãy giao tên người ngoài hành tinh đó ra đây. Bố mẹ Xin nhanh tay kê đồ chặn cửa lại. Bạch Tuyết phát hiện ra cửa thông gió. Mọi người nhanh chân chui qua đó bỏ trốn. Trong vườn có một chiếc xe kéo. Bố Hiroshi nhận trọng trách kéo xe. Trời tối thui hiu hắt khiến CGG thấy sợ. Xin lấy ra máy chụp ảnh chụp liên hồi vì khi chụp sẽ phát ra ánh sáng. Úi, lão ta đã phát hiện ra. CGG sử dụng khả năng âu quét nhưng nó vẫn không có tác dụng. Bố Xin tăng tốc nhưng cũng bị hắn ta bắt kịp. Hắn lấy điện thoại ra selfie cùng CGG. Cả nhà thành công cắt đuôi hắn nhưng Xin và CGG cùng Bạch Tuyết bị rơi vào một chiếc xe tải. Mẹ Misae nhỏ nhưng có võ liền sử đẹp cái tên đam mê Alien. Bên này, CGG cố gắng liên lạc với bố nhưng đều không nhận được tín hiệu. CGG rất sợ vì nếu cậu mà bị bắt thì sẽ bị tiêu diệt ngay. Đừng lo lắng, trốn vào mông tôi nè rồi cậu sẽ ổn thôi. Dù không liên lạc được nhưng vị trí của bố CGG vẫn hiển thị. Sau chuyến qua giang bất đắc dĩ thì ba bạn nhỏ của chúng ta vẫn tiếp tục đi bộ. Mệt quá, nghỉ ngơi tí.
Cợt nhả là thế nhưng Shin vẫn hứa với CGG sẽ giúp cậu tìm được bố của mình. Vì sao á? Là như này. CGG kể rằng ở hành tinh của cậu mọi người đều có khả năng GDGD, bố của cậu thì tuyệt đỉnh khỏi phải bàn nhưng CGG thì không. Cậu luôn thấy hèn nhát khi dùng Owlet nhưng vì bố nói nó rất hữu ích nên cậu mới không muốn làm ông thất vọng. Các bạn nhỏ tiếp tục lên đường. Ra ngoài phố đông vui thật đấy, có các chị gái xinh đẹp còn có cả suối nước nóng nữa. Shin muốn vào lắm nhưng vì sợ bị phát hiện nên CGG đành tự nhảy tưng tưng kéo Shin vào chỗ vắng người. CGG tức giận mắng xối xả vào mặt Shin, nhưng Shin lại thản nhiên buông ra câu nói thế thì cậu tự đi đi. Lời nói ấy vô tình làm tổn thương CGG, cậu bạn ngoài hành tinh quyết định tự nấp vào thùng giấy rồi đi, nhưng di chuyển bằng cách này không dễ tí nào. Bỏ ra, tôi dỗi rồi. CGG nhất quyết không cần sự giúp đỡ của Shin. Về phía bố mẹ Shin, ông bác mê Ali ẩn đưa hai người đi đến nhà máy của chiếc xe tải hôm qua. Chụp được với Ali ẩn rồi nên ông bác lại vui vẻ hiền hòa tận tình giúp đỡ bố mẹ Shin. Ông bác này u mê người ngoài hành tinh quên lối về rồi, còn mong muốn được họ bắt đi cái chip vào não nữa chứ. Sợ thật sự. Quay trở lại với cậu bạn CGG, vì nhìn đường qua khe hở bé xíu nên cậu va hết người này đến người khác, đến nỗi còn bị một nhóm người đuổi bắt nữa. CGG ra sức bỏ chạy thì bất chợt nhìn thấy một rạp xiếc, có một chú hề đã phát hiện ra cậu. Trong lúc CGG khổ sở thế này thì Shin lại vui vẻ tận hưởng suối nước nóng. Tắm xong vô tình Shin nhìn thấy tờ rơi quảng cáo của rạp xiếc ban nãy, ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của người ngoài hành tinh. Biết ai rồi đấy. CGG lúc này bị bắt nhốt trong lồng cùng với bọn thú dữ khiến cậu sợ hãi tột độ nhưng Owlet lại không hoạt động. Đến giờ biểu diễn, CGG bị treo trên một cột gỗ cao. Như thế này thì CGG khác gì một con vật cơ chứ? Nào là nhảy qua vòng lửa, băng qua song sắt rồi đánh nhau với thú dữ. CGG hoảng loạn tột cùng, nỗi sợ hãi trong cậu ngày càng tăng lên gấp bội. Đừng lo, đã có Shin đến rồi đấy. Shin cùng Bạch Tuyết đu dây đến chỗ CGG. Bạch Tuyết cắn đứt sợi dây giải thoát cho cậu. Bọn hề tức giận bao vây ba đứa. Ủa ai mới là diễn viên chính của buổi biểu diễn này đây? Điều luyện lắm chứ đùa. Ông Shin cân hết mọi thể loại từ phóng dao đến đu dây thăng bằng các kiểu, không thứ nào làm khó được cậu. Cuối cùng ba đứa chui vào khẩu đại bác, nó bắn cả ba bay xa thật xa ra khỏi rạp xiếc đến một khu rừng. May quá tất cả đều ổn, chỉ có cái cột sống 80 tuổi này là không ổn chút nào. CGD hỏi Shin vì sao lại đến giúp cậu vì bố Hiroshi đã dặn nếu gặp nguy hiểm phải bỏ của chạy lấy người mà. Ủa có hả? Ơi là trời, cái tên ngớ ngẩn này. Trong khi CGG đây còn thuộc cả số thứ tự mà cái tên này có một câu cũng không nhớ nổi. Hai bạn nhỏ nằm xuống cỏ ngắm nhìn bầu trời. Trải qua những gì hổm giờ thì hai cậu nhóc có vẻ kháng khít hơn rồi đấy. Tiếp tục đi thôi. Sau 7749 kiểu tạo dáng quá giang thì cả ba cũng bắt được xe. Xin thong dong xơi cơm nắm, không quên san sẻ cho bạn bè. Bên này bố mẹ Xin cũng đã đến được rạp xiếc ban nãy. Họ được mọi người xung quanh chỉ tung tích của mấy đứa nhỏ. Sau đó nhanh chóng lên đường đi tìm. Trong khi bố mẹ thấp thỏm đứng ngồi không yên thì bên này không gian vô cùng yên bình. Nhìn nè, đom đóm cũng biết chỗ đậu ghê, đậu thẳng ngay bờ mông đầy đặn của Shin. Hôm sau ba bạn nhỏ được mấy chú lái ô tô hộ tống. Thích thật đấy. Theo lời bác ở bến cảng, đám nhóc đã lên chiếc thuyền cá bên kia rồi. CGG thích thú bởi không ngờ trái đất cũng có nhiều thứ hay ho thú vị đến vậy. Con thuyền cập bến, bố mẹ và Hima, cả gia đình Shin đã đoàn tụ sau những pha con vừa đi thì bố mẹ đến. Tuy vậy, CGG vẫn còn rất sợ ông bác đam mê người ngoài hành tinh mà chui rúc vào mông Shin. Không sao đâu, ngoài cái đam mê khác người kia thì ông bác này là một người tốt đã giúp đỡ gia đình Shin rất nhiều. Ông ấy tên là Saiku. Đột nhiên có cái gì đó bắn vào mông bác. Người phụ nữ quay lén gia đình Shin ban nãy kìa. Ta còn dắt thêm đồng bọn cùng cây súng trên tay. Hắn đe dọa mọi người, hoặc là đi theo chúng hoặc là chuyển kiếp sớm. Không còn sự lựa chọn, mọi người đành phải đi theo chúng, nhà đông con mà nhồi nhét trong cái cốp xe bé xíu. Mọi người được đưa đến cánh cửa đi vào căn cứ bí mật. Là bố của CGG. Ở đây có quá trời người ngoài hành tinh luôn. Hóa ra phụ nữ ban nãy là do một alien cải trang thành nhằm theo dõi CGG. CGG rụt rè nói đã làm mất túi thần nhưng bố cậu cười rồi lấy ra túi thần trả lại cho cậu. Một sự thật được hé lộ đó là từ tên trộm túi thần, chú hề đến những thứ ở rạp xiếc, tất cả đều là do Ali ẩn cải trang thành. Toàn bộ những rắc rối trong chuyến đi của CGG đều là kế hoạch của bố cậu tạo ra.
Những lý do gì mà bố của CZZ phải làm thế với cậu? Là để thu thập năng lượng Owlet. Hóa ra chiếc vòng bị đánh cháo trên tay CZZ đã hấp thụ năng lượng và gửi đến đây. Cậu không sử dụng được những lúc nguy cấp đều là vì thế. Kế hoạch Owlet Man sẽ được tiến hành. Điều bố cậu không ngờ tới chính là cậu lại đi cùng với người trái đất. Rồi tới cái tên Sindam băng bước đến hỏi CZZ giống mẹ hơn sao. Rồi là hỏi bố cậu ấy tên là bố mông hay mông bố. Hết nói nổi. Mẹ Misae giận dữ lôi Shin ra chỗ khác và lớn tiếng nói rằng bố CZZ đã đối xử với con trai mình thái quá rồi đấy. Bố CZZ đáp lại rằng Shin trở nên thất bại như này cũng là do mẹ Misae đã quá nuông chiều cậu. Dù có chút ngớ ngẩn nhưng Shin là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Bố CZZ không cãi nữa mà đi xuống nói với cậu là mọi thứ đều tốt cho thế giới và cả cậu. CZZ rơm rớm nước mắt. Cậu chạy đến nói với bố hãy thực hiện lời hứa của cậu với bố mẹ Shin biến họ trở về hình dạng cũ. Lời hứa sao? Sao có thể hứa với những thứ kém cỏi thế? Ai kém cỏi hả? Nói lại nghe xem nào. Tóm lại bố mẹ Shin không có cửa quay trở lại hình dáng ban đầu. CZD thất vọng đành nghe lời bố qua ghế ngồi. Bố SEGZ ra lệnh bắt đầu phóng pháo đài lớp ta ra. Trời đất rung chuyển, hệ thống truyền tải Owlet hình búp bê đã hoàn tất khởi động. Thông qua lớp ta, Owlet sẽ được bắn ra và người trái đất sẽ trở thành trẻ con hết. Sự tình này bắt nguồn từ 7 năm trước, cư dân hành tinh Nobody đến trái đất với mục đích hữu nghị. Nhưng chính sự bạo lực, chính trị đen tối và sự thờ ơ đã khiến cho họ nghĩ rằng đây là một hành tinh man dợ. Ngay lập tức họ tiến hành điều tra. Chiến tranh, tội phạm, sự nóng lên toàn cầu, tầng lớp xã hội, tham nhũng lừa đảo, vân vân và mây mây. Tất cả những hành vi xấu xa ấy đều là do người lớn tạo ra, trẻ em vô tội và chúng không thể phát triển trong một môi trường như vậy được. Đó là lý do để ông ấy thực hiện kế hoạch này với mục đích thống nhất tất cả các hành tinh và mang lại sự bình yên cho trái đất. Lớp ta đã chuẩn bị sẵn sàng, 27 phút nữa trái đất sẽ được tái sinh. Bố CZZ đột ngột giương súng bắn về phía Giao Y Cư, đây là đâu và tôi là ai? Vì năng lượng đã trở nên lớn hơn nên Giao Y Cư không những bị biến thành trẻ con mà còn bị xóa hết ký ức. Người tiếp theo bị mất đi ký ức là mẹ Misae. Ông ta cười khoái chí. Còn CZZ thì rất thất vọng với bố của mình vì tất cả đều không giống những gì mà cậu mong đợi. Bố CZZ bắn súng về phía bố Shin, ủa hư rồi hả, ra là CZZ đã rút phích cắm ra. Cậu khóc nức nở bảo Shin hãy chạy đi và đừng quên cậu. Bố CZZ tức giận quát mắng cậu. Shin không thể đứng nhìn mà ngăn cản ông ấy. Ông bảo hiểu CZZ lắm chứ gì, vậy cậu ấy thích gì nhất? Thích ta, một người bố vĩ đại. Mơ đi. Ông còn không bằng giọt nước tương nữa đấy. Xin lôi ra bờ mông sáng bóng của mình. Người mông đến đây, xin quấy phá khiến ông ấy mất tập trung làm rơi cây súng xuống chân đào điếng. Nhân lúc đó, CVD nhảy vào mông xin và cả nhà mau chóng bỏ chạy. Mọi người hì hục chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của đám lính. Nấp hết đầu này đến đầu khác rồi đi vào một căn phòng. Tạm thời an toàn rồi. Bên dưới là năng lượng Owlet chuẩn bị phóng xuống trái đất. CZZ cảm thấy rất áy náy và nhận hết phần lỗi về mình. Đừng lo, Shin sẽ dừng kế hoạch tàn ác ấy lại. Chuyển cảnh đội phòng vệ Kasukabe, cả nhóm đến nhà Shin xem xét. Lúc này vòng tay của CZZ chợt sáng lên, có người gọi là đội phòng vệ Kasukabe. Thì ra cả nhóm bạn Shin đang trong tàu vũ trụ của CZZ. Shin nhờ các bạn phóng tàu vũ trụ vào không gian đến đây cứu mọi người. Lái tàu vũ trụ thì không cần bằng đâu, mò mẫm một lúc là đi được thôi. Thấy chưa dễ ợt, nhưng mà hơi chóng mặt nha. Thiết bị định vị báo tin có một con tàu không xác định rõ đang tiến đến gần lớp ta. Đã xác định được vật thể đang di chuyển với vận tốc ánh sáng, chính là UFO nhóm bạn của Shin lái. Muốn phá hủy nó nhưng lớp ta không có súng nên chúng dùng luôn năng lượng Owlet tấn công, các bạn lượn tới lượn lui nè các tia sóng. Bên này bố Hiroshi chợt nảy ra ý tưởng, chỉ cần rút hết năng lượng thì kế hoạch sẽ thất bại. Lúc này bố CZZ đang vật vã bởi sự cản đường của trưởng Fan Loop Alien. Mọi người cũng quay trở lại và khuyên nhủ ông ấy hãy dừng lại trước khi quá muộn. Ông ta không nghe mà gọi đám lính ra bắt mọi người. Nhà Nohaza cùng CZZ tiến lên. Khi ma và bạch tuyết cuộn người lăn tròn, còn bố mẹ Shin dùng đôi tất thơm tho của bố làm vũ khí. Hãy xem đây mông sinh đôi. CZZ đứng trước bố tung hỏa mù để Shin ở sau dùng cây đèn pin của CZZ đâm thẳng vào mông của ông ấy. Ta nói thốn thôi rồi. Không còn cách nào khác, bố Shin đành phải bắn Owlet vào tất cả đám alien. Ngay lập tức cả tàu vũ trụ chỉ toàn là em bé. Các bạn nhỏ quậy phá đủ kiểu làm lớp ta lung lay.
cả Shin đã bé nay càng bé hơn. Không khéo lại thành nhà trẻ mất, bố CGD vô cùng khổ sở với đám giặc này. Không chịu nổi nữa rồi, bố CGD dùng sức mạnh GDGD biến tất cả trở về hình dạng người lớn. Bố Shin lao đến đạp thanh năng lượng nhưng nó nặng quá. Để Shin nào, Shin leo lên đĩa bay xoay vòng vòng hất ngã nó cái một. Bố CGD đã đỡ kịp nhưng người tính không bằng trời tính. Các bạn Shin lái tàu đâm thẳng vào bên trong khiến cái thanh tan nát năng lượng cũng chảy ra hết. Lớp ta không thể kiểm soát được nữa. Nó đang mất thăng bằng sắp rơi xuống trái đất. Nguy rồi, phải mau chóng ra khỏi đây thôi. Tất cả leo lên tàu vũ trụ của CGG. Nó bay ra khỏi con búp bê rồi lao về phía trái đất. An toàn rồi. Vì tàu của CGG đã hỏng rồi nên cậu quyết định sẽ ở lại trái đất cùng gia đình Shin. Cuộc sống yên bình trở lại, gia đình Shin có thêm một thành viên mới. CGG trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc cùng người trái đất. Nhưng sau đó cũng đã đến lúc cậu phải quay trở về Nobody cùng mẹ của mình rồi. Tạm biệt CGG nhé. Các bạn thấy tập phim hôm nay thế nào nè? Có hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ký Ti Anime. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ video của mình tạm hết. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Mình có để ở phần kết thúc này. Nhấp vào xem đi các bạn.